Dạ, vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay cây cúc hoàng hậu nó nở hoa quá trời đẹp luôn nè cả nhà. Thì đây là chỉ là cây gốc nhớ thôi mà bông của nó cũng rất là đẹp luôn nè. Cả nhà nhìn ha, đây là cái độ phùng cao nè ha, phùng rất là cao. Và đây là mặt trước nè, mặt trước của nó thì hoa cũng to ha cả nhà, chứ không phải nhỏ nha. Tại vì cái loại này á là gốc nhớ, cây nhỏ nhỏ xíu vậy nè, mà nó ra hoa như vậy thì nó chưa có đạt, nó chưa có đủ lực để nở á cả nhà. Thì đây cả nhà nhìn ha, bông là bông chùm không nha. Đó, bông là bông chùm cúc hoàng hậu nha. Bên đây có một bông cũng rất là đẹp luôn nè. Đó, cái độ phùng nè ha, cả nhà nhìn ha, bông là bông chùm không nha. Đó, đây chính là giống cúc hoàng hậu nha cả nhà. Thì bên em có nhân giống cúc hoàng hậu nè. Thì mọi người ai thích cái giống cúc hoàng hậu thì alo cho em nha. Và nếu thích nữa thì xin hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn mai nhà em nha cả nhà. Và đặc biệt lô cúc hoàng hậu ngày hôm nay em giới thiệu thì cái rễ nó rất là đẹp cả nhà. Đây, hình thú không nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Đa số là hình thú cả nhà, nhưng mà chiều cao thì có tầm khoảng 20-30 thôi nha cả nhà, nó không có cao nha. Đây, trời ơi đẹp ghê không? Đó, y như một con thú luôn ha. Đó, đây thì em chọn những cái cây như thế này để em giao cho khách nha. Đó, đây thì cao từ 20-30 cả nhà. Cây này về chúng ta cũng có thể lấy được một ít bo nha cả nhà. Rễ nè, cả nhà nhìn ha, rễ rất là đẹp luôn ha. Rồi, lô này thì giá là 100.000 một cây nha cả nhà. 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Lô này lô đa số là hình thú ha. Ồ, loại này về chúng ta lấy bo xong rồi trồng xuống đất hoặc là trong chậu thì ok hết á cả nhà. Rồi, và tiếp giống bên đây thì sẽ là một cái giống, đó chính là cúc vạn thọ cánh xoắn nha. Đó, loại này thì cũng cái lô này là cũng cái rễ lô hình thú không nè cả nhà nha, nhìn nè ha, đó rất là tuyệt vời luôn nha, hình thú rất là đẹp nha cả nhà. Thì chiều cao nó cũng tầm khoảng 20-30 nha cả nhà, 20-30 ha. Đây là cúc vạn thọ cánh xoắn, hoa của nó là từ 50-100 cánh cả nhà. Đó, đây thì giá là 100.000 một cây luôn nha. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một luôn nha cả nhà. Rồi, và tiếp tục hàng bên đây nha. Hàng bên đây cũng là vạn thọ cánh xoắn. Loại này là cúc chùm ha, cúc chùm nha cả nhà. Cúc này là cúc chùm Bình Định. Bữa hổm em rong lá hôm nay nó ra rất là đẹp luôn rồi nè. Đó, ra rất là đẹp luôn ha. Thì cây này cũng là 100.000 một cây nha cả nhà. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một ha. Đây chính là cúc chùm nha. Đó, cây rất là sung nha cả nhà. Tại vì bữa hổm á em lãi lá nó đang ra cho nên nó chưa có sum xuê thôi, chứ này về chúng ta nuôi ít bổ thì nó sum xuê ra rất là đẹp luôn ha. Đó, đây chính là cúc chùm nha. Cúc chùm, cúc chùm Bình Định nha. Hoa của nó chùm không cả nhà. Và có rễ nè, rễ hình cái bí nè. Đó, các cái lô này thì rễ rất là đẹp luôn nha. Đó, đây là cúc chùm. Rồi, ai thích loại cúc vạn thọ cánh xoắn nè, cúc hoàng hậu, cúc chùm, hoa hồng thanh tú, rất là nhiều loại thì hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Thì bên em có đủ giống hết cả nhà, trên 40 giống và luôn đảm bảo chất lượng về giống cho nên cả nhà yên tâm ha. À, rồi, ai thích thì alo cho em nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em nha.